Câu chuyện đồ chơi. Tập phim Kẻ lười biếng. Ui cha, sao này nóng thế? Ui cha, vừa mới ngả lưng một chút mà đã trưa rồi. Khánh, ông Nam cần hai người trẻ củi và dọn vườn. Cậu có muốn đi cùng tớ không? Mỗi chúng ta sẽ được trả 100.000 và một cái bánh ngọt. Chỉ có vậy thôi sao? Ừ, nhưng làm gì để một ngày kiếm được tiền lại còn có đồ ăn ngon như thế? Có công việc để làm là tốt lắm rồi. Thôi, cậu đi đi, tớ chịu. Tớ ngồi nghỉ một lát rồi đi kiếm việc gì nhàn nhàn hơn thôi. Ừ, vậy tùy cậu, tớ đi nhá. Chỉ có những người ngốc nghếch cù lần một suốt ngày làm việc hùng hục như thế. Mình đâu cần phải như vậy chứ. Ây da, bụng đói meo rồi đây. Đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng thôi nào. Mày ngoan lắm, xong việc tao sẽ bồi bổ cho mày thật nhiều cỏ tươi nhé. Hả? Ái chà chà, còn gì trên đời này ngon bằng sữa bò mới vắt chứ. Chà, chào cô. Cô có một con bò sữa thật là khỏe mạnh. Chỉ cần nhìn là biết hàng ngày nó cho nhiều sữa thế nào và sữa của nó sẽ ngon ra sao. Ừ, cảm ơn cậu, cậu nói đúng lắm. Cháu tin chắc khi mang sữa của nó ra chợ, chỉ trong tích tắc là bác sẽ bán hết ngay đấy ạ. Ha, đúng vậy đấy, cậu thật là hiểu biết và có con mắt tinh tường. Sữa của nó vừa thơm vừa ngậy, lại béo nữa, làm bơ thì nhất luôn. Tôi sẽ mời cậu uống thử nhé. Ấy ấy, cháu đâu dám, bác còn phải để đem đi bán nữa chứ. Có đáng là bao, cậu xem một ngày tôi vắt được những 2 xô đầy, chẳng nhẽ không mời được cậu được một ít sao? Hì, vâng, thế thì cảm ơn bác quá. Bà chủ ấy thật là tốt bụng, đã cho mình uống một cốc đầy, lại còn cho mình thêm một chai mang về nữa. Đấy, đâu cần phải làm việc vất vả, chỉ cần khéo léo một chút là chẳng lo chết đói. Hài, lại ngủ một giấc nữa đến tối cho đã. Ngủ dậy đã có chai sữa thơm ngậy đây rồi, còn lo gì nữa. Ước gì ngày nào cũng có người cho mình 2 chai sữa như thế này thì sung sướng biết bao. Cháu hãy mang về thưởng thức 2 chai sữa bò thơm lừng này đi. Cảm ơn bà thật tốt bụng. Này chàng trai, cậu nghĩ sao nếu tôi đổi một con gà mái của mình lấy 2 chai sữa của cậu? Đổi 2 chai sữa lấy 1 con gà mái. Mình sẽ mang con gà mái về nuôi, rồi nó sẽ đẻ ra thật nhiều trứng. Được thôi. Hay quá, nhờ có mày mà tao sắp đổi đời rồi. Hay lắm, đẻ nữa đi. Nhiều trứng quá, mình sắp giàu to rồi đây. Khánh ơi, Khánh, cháu bán cho cô 20 trứng gà nào. Bán cho tôi 20 trứng nữa nhé. Cho tôi 30. Bán cho tôi nữa. Vâng, có ngay. Đời sung sướng quá, bán được nhiều trứng như vậy, chẳng cần phải làm gì cũng có tiền tiêu. À, ôi, thì ra chỉ là một giấc mơ. Ôi không, sữa của tôi. Tất cả chỉ tại giấc mơ này. Cứ tưởng hay ho, nào ngờ giờ mình phải nhịn đói.